Thừa chưa? Ê, chưa. Để tôi suy nghĩ anh. Rồi, trả lời đi. Thì bây giờ là... Thừa đi. Để tôi suy nghĩ. Suy nghĩ là nếu như vậy... Đi đưa. Tôi sẽ... Thừa đi. Tôi sẽ trả... Thì đưa. Nói, giận luôn giờ, ông nhảy mồm tôi hoài à. Để tôi suy nghĩ được không? Suy nghĩ đi. Rồi, suy nghĩ. Tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc. Mà ông đố tôi gì vậy? Trời ơi! Tưởng bây giờ bà biết anh ngào bà tích tắc đã, tích tắc cho bà hỏi lại. Bây giờ tôi đố bà nè. Ừ. Nghe kỹ lại câu hỏi nha. Rồi. Một đàn voi bị điếc. Một đàn voi bị điếc. Đang đi làm xiếc. Đang đi làm xiếc. Hỏi bà có mấy con? Hỏi tôi có mấy con? Ừ. Suy nghĩ. Tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, thua. Trời ơi. Bạn Hương mình nói bạn nghe nha. Không hiểu sao mà bạn có thể tồn tại trên cõi đời này được. Sao ạ? Bạn vừa xấu mà bạn vừa vô duyên. Cái gì vô duyên quá à? Để suy nghĩ coi. Một đàn voi bị điếc đi làm xiếc hỏi có mấy con? Biết rồi. Mấy con? Một đàn. Vô duyên. Một đàn nói làm chi? Ủa vậy hả? Nghe lời giải đáp thắc mắc này. Một đàn voi bị điếc. À. Có nghĩa là bị sao? Hư tai. Hư tai nó ngược lại. 24. Đó. Có nghĩa là đàn voi bị điếc làm xiếc là hư tai là 24, là 24 con. Yeah! Cớ sao cuồng này Hương, cớ sao sâu này Hương. À, cha chọc quê tôi rồi à. Để cho tôi gỡ quê đi. Gỡ đi. Rồi gỡ quê nha. Nghe cho kỹ nha, nghe cho kỹ với lời nha. 3 giờ sáng, ông thức dậy, ông đi qua 8 cái cầu. Ông lượm được 8 mịch vàng. Rồi ông đi trở ngược lại cái cầu thứ nhất tới cái cầu thứ hai nó sập xuống. Lúc đó ông giữ lại tánh mạng hay là ông giữ lại bịch vàng? Bịch vàng, tánh mạng. Ờ. Ờ, này đứa mẹo mà ngu cho giữ vàng, giữ tánh mạng. Thôi, bây giờ ông trả lời dứt khoát câu đi. Giữ cái nào? Người sống đóng vàng, tôi phải giữ lại tánh mạng. Nhất định chưa? Tánh mạng. Tất nhiên đánh đôi. Thì ông nói đó, tính mạng, tính mạng, tính mạng. Tính mạng là gì? Đọc ngược lại cho tôi coi. Tán mạnh. À, bây giờ mới tới phiên tôi nè. Cứ sao buồn này kia, cứ sao buồn này kia. Bởi vậy á, gái là như vậy á, tiểu nhân á, tự nhiên dụ dỗ đánh đập người ta. Trời ơi. Vậy thôi nha. Con gái có. Có gì? Con gái có. Có gì? Yeah. Cái gì hả? Sao Hương, Hương mới nói giò tôi đau quá à? Hương mới nói gì? Có gì? Là ký giò. Cớ sao Hương, Hương, anh gọi tên em. Anh gọi tên. Không quỷ rồi. Con chơi ông nữa thì ở nhà à? Vậy đỡ quầy không? 21 nha. Thôi tôi không chơi ông nữa. 21 nha. Dương Duyên, tôi không chơi ông nữa. Thôi nha. Gì ông nói gì? Thôi nha. Nói lại đi. Thôi nha. Câu cuối đi. Thôi nha. À, đánh đi đánh tôi. Thì ông nói nó thôi nha. Thôi nha. Thì thôi đi, dễ làm gì. Trời ơi, bà đố mẹo. Trời ơi, gậy ông đập lưng ông. Nãy giờ hát dữ lắm cô. Giờ thì quy quy tôi ra. Cứ sao buồn là cứ sao buồn. Thôi. Thôi tôi đi về ha. Lại đây nó nghe. Còn sớm mà ngồi đố tiếp chút xíu nữa đi. Thôi tôi thắng không rồi, 2-1 rồi, tôi đi về. Bây giờ ba má tôi sẽ đợi tôi đi về. Hương. Cái gì? Lại chơi xíu nữa đi, đố xíu nữa đi. Nó lái đi. Muốn chơi phải không? Ừ. Để tôi hỏi ông này trả lời dứt khoát câu 1 về nha. Thoải mái. Vậy ông dám đánh ba không? Đánh ba à? Tính gạt rồi mình biết đánh ba là đá banh. Trời ơi sao không dám. Tôi là chùm đá banh trong trường nè, chân cầu thủ nè. Bây giờ tôi hỏi ông dám đánh ba không? Sao không dám? Đánh ba tôi nè. Đánh ba tôi nè. Ba nè, đánh đi con. Mày á hả? Tan tường không đứng trước cổng trường để tôi đứng chờ nắng chết. Hẹn gái thì tắm hồ hả mày? Tưởng ai hẹn con bánh bèo vừa lùng vừa xấu. Vì nó là đâu đánh tao à? Phải. Ba đừng giận con tại vì con nó với bạn Hương tập nó lái. Nó lái là sao?
là đánh ba là đá banh á, chứ con đâu có dám đánh ba đâu. À, nói lái phải không? Dạ. Nè, nói cho tụi con biết nha, từ ngữ Việt Nam rất là phong phú. Dạ. Nói lái là cũng phải suy nghĩ chứ, chín chắn là mới trả lời hết chưa. Dạ. Thôi được rồi, hôm nay tao thấy mày học cũng chắc cũng căng thẳng lắm ha, tóc dạ. tai dựng đứng hết trơn à. Dạ. Đi về nhà đi, ba cho uống rau má. Ha. Tạm biệt bạn nha, mình về ba mình cho mình uống rau má. Là tao đánh mày ra máu đó. Trời ơi, ba cũng nói lái nữa, rau má là ra máu. Ôi, cái này tiêu à. Cương ơi Cương, bây giờ tôi mới biết à, ông sắp sửa bị cơn sao phù này Cương, cơn sao trầy này Cương.